Rất nhiều chiếc xe ô tô đang dừng lại bên đường cao tốc. Tiếng còi xe inh ỏi, tài xế mệt mỏi với vụ tắc đường dài dẳng. Bỗng một chiếc xe máy kêu gọi tất cả ô tô giạt ra để một chiếc ô tô khác tấp vào lề đường. Người đàn ông trong xe ôm một bé gái bước ra, ngồi lên xe máy. Người lái xe máy phóng trên cao tốc với tốc độ không tưởng. Anh lái chân lấn giữa dòng xe cộ tấp nập, vượt qua 4 cái đèn đỏ với sự hoảng sợ của nhiều người khi cho rằng anh ta đã phạm luật. Thậm chí anh suýt chút nữa gây tai nạn với một chiếc xe máy khác. Nhanh, nhanh hơn nữa. Chỉ 4 phút sau, người lái xe máy đã đến cổng bệnh viện, dẫn người đàn ông và bé gái đi vào. Anh ngồi sụp xuống ghế và chỉ thật sự bình tĩnh khi nghe thấy bác sĩ nói bé gái đã an toàn. Hóa ra, cô bé đã bị động kinh và cần được cứu chữa ngay lập tức. Đây là câu chuyện vô tình được ghi lại tại Thái Lan. Ở đất nước này, tắc đường đã trở nên quen thuộc với người dân và nổi tiếng đến mức được gọi là đặc sản. Một chiều nọ, anh Surachat Sadudi lái xe trở về nhà sau khi đón hai cô con gái đi học trở về từ Phitsanulok và đối mặt với một trận tắc đường trên cao tốc. Trong lúc chờ dòng xe di chuyển, con gái út 8 tuổi của anh là Khai Múc bắt đầu lên cơn động kinh. Sợ hãi trước tình trạng của con gái, anh Surachat đã cố gắng lái xe thoát khỏi cao tốc nhưng không thể. Quá nhiều ô tô đang cùng bị mắc kẹt và dường như bọn họ sẽ không thể di chuyển trong một tiếng nữa. Anh chỉ có thể tuyệt vọng nhìn tình trạng cô bé Khai Múc dần dần trở nên tệ đi. Tay cô bé run rẩy, môi chuyển sang màu xanh và cơ thể trở nên nhợt nhạt với nhiệt độ cơ thể đang tăng rất cao. Cuối cùng thì Khai Múc đã suy bật mép và hôn mê bất tỉnh trong xe. Anh Surachat và cô con gái còn lại khóc lớn với hy vọng mọi người sẽ chú ý đến họ để nhường đường. Bởi nếu không thể nhanh chóng cấp cứu, có thể bọn họ sẽ không bao giờ được gặp lại cô bé Khai Múc nữa. Đến lúc này, anh Itiphone Pesvi Punpong lái xe máy ngang qua. Anh nghe thấy tiếng khóc của gia đình anh Surachat thì ngay lập tức dừng xe lại. Sau khi biết được gia đình đang cố gắng cứu chữa cho cô bé, anh Itiphone đã năn nỉ những chiếc ô tô bên cạnh nhường cho gia đình họ được di chuyển. Đáng tiếc là dù mọi người muốn giúp đỡ, cũng chỉ có thể bất lực tòng tâm, bởi chính họ cũng không thể lái xe của mình rời khỏi vị trí hiện tại. Nhận thấy tình trạng của cô bé Khai Múc đang trở nên tệ đi trông thấy, anh Itiphone đã hạ quyết tâm. Anh đề nghị anh Surachat bế cô bé gái Khai Múc lên xe máy của mình và anh sẽ chở hai cha con đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi anh Surachat đồng ý, anh Itiphone đã phi đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Xe máy nhỏ hơn ô tô nên có thể lách qua những kẽ hở giữa các xe trên đường cao tốc. Hơn nữa, anh Itiphone cũng liên tục vừa đi vừa kêu gào rằng đây là một pha cấp cứu và mong rằng mọi người sẽ nhường đường. Anh liên tục vượt 4 cái đèn đỏ trong sự sợ hãi của những người xung quanh. Khi chuẩn bị đến gần bệnh viện thì anh Itiphone đã suýt chút nữa đâm vào một xe máy khác và gây tai nạn. May mắn thay cả hai xe đều an toàn và người lái xe máy kia cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của họ nên không truy cứu. Chỉ mất 4 phút để anh Itiphone lái xe chở bố con Surachat đến bệnh viện gần nhất. Cô bé Khai Múc ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Cô bé đã nhận được sự cứu chữa kịp thời và vượt qua cơn nguy kịch. Khai Múc đã được chuyển sang một bệnh viện khác để điều trị và đang dần hồi phục. Anh Surachat vô cùng biết ơn hành động trượng nghĩa này của anh Itiphone. Anh cảm thấy mình có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh nói rằng sau khi cô bé Khai Múc tỉnh dậy, anh sẽ dẫn con gái đến nhà anh Itiphone và để cô bé đích thân cảm ơn một lần nữa. Bản thân anh Itiphone cũng là một người cha và có con gái. Anh hiểu sự tuyệt vọng khi nhìn thấy con mình đau đớn. Do đó anh không thể ngó lơ gia đình anh Surachat. Nhưng bất kể lý do là gì đi chăng nữa, anh Itiphone vẫn là một người hùng. Hành động của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người về tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.